Từ tháng 1 cho đến hết tháng 12 năm nay, quý vị khán giả yêu văn chương, thích viết truyện ngắn có thể tham gia cuộc thi truyện ngắn hay năm 2022. Cuộc thi do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới phát động. Đây hứa hẹn sẽ là sân chơi bổ ích và thú vị cho những người thích sáng tác, đồng thời thì thu hút sự quan tâm của mọi người dành cho lĩnh vực văn học trong giai đoạn hiện nay. Được biết, cuộc thi truyện ngắn hay năm 2022 là sự trở lại sau gần 20 năm cuộc thi sáng tác được Tạp chí Văn nghệ tổ chức vào năm 1993. Nhiều cây bút không chỉ riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được phát hiện từ sân chơi này. Chính vì vậy, cuộc thi truyện ngắn năm 2022 được không chỉ giới văn chương hào hứng mà nhiều người yêu thích sáng tác cũng đón đợi. Hứa hẹn là sân chơi để các cây viết chuyên và không chuyên trong cũng như ngoài nước trổ tài, nội dung rộng mở viết về con người và cuộc sống. Cuộc thi này nhằm cổ vũ văn hóa đọc, nhằm đưa văn hóa đọc đến với đại đa số quần chúng, giúp đỡ cho các nhà văn, những người yêu sáng tác, có tác phẩm và tác phẩm ấy được đến bạn đọc thông qua cuộc thi này. Đây là cuộc thi rộng rãi và đối tượng thì nhằm đến rất là rộng rãi, kể cả đối tượng người ở nước ngoài, miễn là thể hiện bằng tiếng Việt thì chúng tôi đều chấp nhận. Cuộc thi nó ý nghĩa như vậy. Cuộc thi truyện ngắn hay năm 2022 mở rộng dung lượng tác phẩm lên đến dưới 3.500 chữ cho mỗi truyện. Các tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất chỉ một họ tên hoặc là bút danh. Địa chỉ gửi tác phẩm: Tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 81 Trần Quốc Thảo, Lầu 5, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email tạp chí văn nghệ tbhcm@gmail.com.